Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có bài phát biểu video dài khoảng 10 phút tại Hội nghị An ninh châu Á thường niên đối thoại shangri vào ngày 11 tháng 6, đề cập đến kết quả của cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine không chỉ ảnh hưởng đến Ukraine, nó cũng sẽ xác định trật tự quốc tế trong tương lai. Đặc biệt, Nga đã phong tỏa cảng và các tuyến vận tải trên Biển Đen. Các loại cây ngũ cốc của Ukraine không được xuất khẩu đã gây ra một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Zelensky nhắc nhở các nước tham gia tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, đừng từ bỏ các nỗ lực viện trợ Ukraine và ngăn chặn Nga. Ông Zelensky nói với 575 quan chức từ hơn 40 quốc gia rằng nỗ lực của tất cả các bên trong việc viện trợ Ukraine không được chậm lại, bởi vì kết quả của chiến trường Ukraine sẽ quyết định trật tự thế giới trong tương lai. Ông Zelensky nói, tôi rất biết ơn sự ủng hộ của các bạn nhưng sự hỗ trợ này không chỉ dành cho Ukraine, mà còn cho các quốc gia của bạn. Hãy cứu thế giới, đừng quay lại thời điểm mà mọi thứ đều được quyết định bởi cái gọi là quyền lực. Ông cũng trích phát biểu của người sáng lập Singapore, Thủ tướng Lý Quang Diệu vào năm 1966. Nếu không có luật pháp quốc tế mà cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm, chúng ta có thể không tồn tại. Ông đặc biệt đề cập rằng do quân đội Nga phong tỏa Biển Đen và Biển Azov, Cây lương thực của Ukraine không thể xuất khẩu ra thị trường toàn cầu, gây tổn hại cho người dân Ukraine và toàn thế giới. Cuộc khủng hoảng lương thực đến nhanh chóng và dữ dội, nhiều quốc gia ở châu Á và châu Phi chìm trong nạn đói. Ông cảnh báo rằng tình trạng thiếu lương thực chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng bất ổn chính trị. Đây là kết quả trực tiếp từ các hành động của Nga. Ngoài ra, Zelensky nhấn mạnh với đại diện của nhiều quốc gia rằng quân đội Ukraine sẽ không xâm phạm lãnh thổ Nga. Xin hãy nhớ rằng, Nga đã phát động chiến tranh trên đất nước của chúng tôi. Người dân Ukraine đang chết. Chúng tôi không muốn tiến vào lãnh thổ Nga. Tờ Washington Post chỉ ra rằng, hỏa lực của quân đội Nga ở Donbass gấp hơn 20 lần quân đội Ukraine. Nhưng các quốc gia phương Tây viện trợ chậm trễ, số lượng vũ khí hạng nặng đến quá muộn và số lượng không đủ. Điều này dẫn đến niềm tin đang dần xói mòn, khiến Ukraine khó có thể lật ngược lại thế cờ và giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng khiến cho Ukraine một lần nữa phải thỉnh cầu các nước đẩy nhanh tiến độ giao vũ khí trong 10 ngày tới.